Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học số 20. Ở bài học số 20 thì chúng ta cùng nhau để làm món sinh tố Việt quất. Nguyên liệu làm sinh tố Việt quất bao gồm: một là mứt Việt quất, sữa đặc, sữa tươi, kem thực vật Cambridge, sữa chua và một chút đá. Khi mà chúng ta có nguyên liệu rồi thì các bạn cần trải qua 3 bước trình tự như sau. Bước thứ nhất, các bạn cho tất cả nguyên liệu vào máy xay. Bước thứ hai, các bạn xay nhuyễn. Bước thứ ba, các bạn chút ra ly, trang trí và phục vụ khách. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chính. Bước đầu tiên, các bạn cho tất cả nguyên liệu vào trong máy xay, chúng ta xay. Khi bạn cầm sữa tươi, bạn lưu ý nhé, sữa tươi chúng ta phải cầm vào ba cạnh. Nếu mình cầm vào một cạnh hoặc hai cạnh như này nó sẽ bị ẩy sữa ra ngoài, nên chúng ta phải cầm vào ba cạnh. Các bạn cho một hộp sữa chua. Lưu ý chúng ta cho sữa chua không đường vào nhé. Các bạn cho đá bào hoặc đá bi đối với máy có công suất lớn. Sau khi nguyên liệu đã được xay nhuyễn, các bạn kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta rót ra phục vụ khách. Các bạn lưu ý, đối với một ly sinh tố các bạn bắt buộc phải trang trí. Trang trí thì nó sẽ tôn dáng cho cái ly của bạn đẹp hơn và sang trọng hơn. Vâng, sau khi chúng ta đã có nguyên liệu, chúng ta có dụng cụ và trải qua 3 bước, 3 thao tác pha chế, chúng ta đã có sản phẩm cuối cùng là một ly sinh tố Việt quất rất đẹp. Vâng, chúc bạn thành công.